Huyền Thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đả bài chung có chủ đề bạn khiến cho người đó nghĩ về bạn như thế nào. Đây là đả bài tập trung vào khám phá bản thân thông qua cách đánh giá của người khác để chúng ta nhìn nhận lại bản thân chúng ta thấy chúng ta như thế nào. Cho nên đả bài này sẽ trigger một số người nếu các bạn chưa sẵn sàng đối diện với bóng tối của mình để thay đổi và chuyển hóa nhé. Cho nên các bạn cân nhắc trước khi nghe. Đây là đả bài không chọn tụ bài, đả bài chung mang nguồn năng lượng tổng hợp nên không phải lúc nào cũng có thông điệp các bạn cần và thông điệp trùng khớp với câu chuyện của các bạn. Đả bài đầu tiên đó là cái người đó họ bạn khiến người đó nghĩ về bạn như thế nào. Trước hết là năng lượng của 10 gậy. Mình có cảm giác như là bạn đã từng trải qua một cuộc sống không dễ dàng gì. Lá bài 10 gậy vẽ hình một người đàn ông đang gò lưng đẩy 10 thanh gỗ trở về nhà mà nhà còn rất là xa ấy. Thì trong cái sự đánh giá của họ thì bạn là một người đã từng có cuộc sống vất vả, rất áp lực. Và dù có vất vả, áp lực bao nhiêu thì bạn cũng không bao giờ bỏ cuộc. Đại biểu cho con người kiên cường ấy. Thậm chí là nếu bạn là nữ dùng cái từ dũng mãnh thì nó hơi quá. Nhưng nếu là bạn là đàn ông thì có thể dùng được cái từ là bạn là người dũng mãnh, nghĩa là dù có như thế nào cũng không bao giờ bạn bỏ cuộc. Cái sức sống và cái sự bền bỉ của bạn ấy rất là đáng khâm phục. Và tại sao mình lại nói là đây là thời điểm quá khứ? Một số người thì là quá khứ nhưng một số người thì đang là hiện tại nhá. Nhưng mà tại sao mình lại nhấn mạnh quá khứ là bởi vì có những người cái năng lượng của 10 gậy đã là quá khứ rồi, còn hiện tại chính là 10 xu. Còn nếu như bạn nào hiện tại đang ở 10 gậy thì yên tâm, với năng lượng này thì tương lai của bạn sẽ là King of Su nhá. Đấy, xin lỗi mình có hay nói nhầm King of Pentacle đó, nhưng không phải là 10 xu. Riêng với King of Pentacle là bạn đã đạt đến sự ổn định rồi. Nhưng cái tính cách làm nên bạn, nên con người cẩn thận chắc chắn trong việc đầu tư và cho đi của bạn, nó biểu hiện bằng lá bài 10 gậy. Có nghĩa là bạn đã từng có một quá khứ như thế, nghĩa là không dễ dàng gì cả. Giống như hôm qua mình xem một bộ phim, đó là có một vị chủ tịch đi mua cam ấy, xong là anh ta trả giá từng đồng ấy, xong rồi bị người bán hàng chế giễu. Thì anh ta chỉ nói một câu là với những người mà chưa từng khó nhọc để làm ra đồng tiền thì rất là dễ tính, còn tôi, bản thân tôi phải cực kỳ vất vả khó nhọc tôi mới kiếm được đồng tiền, cho nên là tôi mua cái gì tôi cũng phải cân nhắc. Thì cái có thể bạn có cái tính cách đấy đấy, và nó giống như là cái tính cách nó trở thành kiểu như là nó lan tỏa trong khắp cái cuộc sống của bạn ấy, nghĩa là không chỉ trong việc đầu tư làm ăn mua bán mà cả ngay cả việc bạn thể hiện tình cảm, bạn cho đi tình cảm, bạn kén chọn một người nào đó vào cuộc sống của bạn ấy, nó cũng đều biểu hiện cái tính cách đấy. Vua Su là một cái người rất là cẩn trọng, ông ấy đầy đủ, ông ấy giàu có, ông ấy tự lập. Bởi vì bạn phải hiểu một điều là khi người ta đã tự tạo ra đồng tiền thì họ không cần nhờ vào ai, họ có một thế giới sống riêng của họ, trừ một thế giới riêng của họ, họ sống đầy đủ, họ sống ổn định. Đấy, họ còn giàu có hay không thì tùy từng người. Vì nhưng mà bởi vì họ đã từng trải qua cái thời khắc đó cho nên là Ace of Pentacle là giống như là họ trao đi ấy, cái sự trao đi nói chung ấy, chưa nói về sự đầu tư mua bán nó nói riêng đâu nhá. Đấy, sự trao đi nói chung, trong đấy có cả tình cảm ấy, thì bạn rất là chắc chắn, cực kỳ chắc chắn và cẩn trọng, và bạn suy xét rất kỹ càng. Đấy, ví dụ như là bạn tìm hiểu một đối tượng nào đấy hoặc là một đối tượng nào bước vào cuộc sống của bạn ấy, thì bạn cực kỳ để ý đến cái việc là họ nghĩa là họ tạo dựng nên sự nghiệp như thế nào. Bởi vì bạn đã từng rất vất vả để tạo thành sự nghiệp và bạn thành công ấy, thì bạn cũng quan sát người khác họ tạo dựng sự nghiệp như thế nào. Rồi họ tạo dựng sự nghiệp, họ có đồng tiền thì bạn quan sát xem là họ chi tiêu thế nào. Đấy, họ chi tiêu, họ cho đi, họ trao gửi thế nào. Đấy, bạn quan sát cực kỳ kỹ càng. Và ngược lại là cái việc mà bạn trao đi, bạn trao gửi, bạn đón nhận, bạn cũng cực kỳ kỹ càng luôn. Đấy, họ thấy như thế. Cho nên họ luôn cảm thấy là đến với bạn rất là khó. Năng lượng của tám kiếm là giống như bạn tạo ra một cái bức tường thành ấy, nhìn bên ngoài thì tưởng là bạn dễ dàng, nhưng mà thực sự bên trong thì bước được vào trái tim của bạn, có được những cái gọi là giống như các bạn có tưởng tượng yêu một người thì có được trái tim của người đấy, có được cuộc sống của người đấy, thì nó vô cùng khó đối với bạn. Năng lượng của hai gậy, họ giống như một cái người mà bây giờ họ đang cầm một quả cầu ấy, nó đại biểu cho là kiểu cuộc sống của họ, con người của họ ấy, họ tự hỏi là họ có nên tiếp tục đầu tư cho mối quan hệ với bạn nữa hay không. Năng lượng của chín gậy là họ cảm thấy họ mệt, đấy mệt, vừa mệt này, vừa cảm thấy ngại ngần này, đó. Mặc dù khi họ nhìn về phía bạn thì họ thấy đây là 4 gậy, đây là 10 ly, đây là The Empress. Cái năng lượng của 4 gậy là bạn có một cái gì đó ở nơi bạn ấy, nó có sự đầy đủ, nó có sự ấm áp, nó có sự ngọt ngào, giống như tất cả mọi cái thuộc về hạnh phúc và bình yên nó nằm ở nơi bạn. 10 ly là bạn có khả năng tạo ra 10 ly, tức là ở bên cạnh bạn ấm áp, vui vẻ biết bao nhiêu. Và The Empress là bạn là hình mẫu lý tưởng về một người vợ tuyệt vời trong mắt của đàn ông đó. Đến đây thì mình có thể dùng một câu để kết luận về bạn, đó là bạn rất là tuyệt vời, nhưng mà thực ra đến với bạn nó quá mệt. Đấy, mình thấy như vậy nhá. Rồi, và mình đọc được cái sự chán nản ở đây.
Quan điểm của mình thì như thế này, đây là quan điểm riêng thôi, bạn thích nghe thì nghe, không thì bạn tờ đi hoặc là bạn chuyển sang channel khác. Đó là với tất cả những người đàn ông đến với cuộc đời của chúng ta, nếu mà họ phù hợp thì tất cả mọi thứ về bạn họ đều cảm thấy tốt, còn có bất kể một cái sự băn khoăn nào nó cũng chỉ đại biểu cho sự không phù hợp mà thôi, đúng không? Bởi vì là các bạn biết đấy, nếu mà nhìn vào trải bài thì mình thấy các bạn là những người trải qua một cuộc sống không hề dễ dàng gì, nhưng các bạn biết không, có những người ấy, họ vất vả để họ tạo được cái cuộc sống yên ổn ấy, và sau đấy thì giống như họ xả hơi ấy, giống như họ xả hơi, họ ăn chơi cho nó giống như là bù lấp những tháng ngày vất vả và khó khăn ấy, thì các bạn làm một phép so sánh, các bạn mới cảm thấy rằng bản thân các bạn rất tuyệt vời, đúng không? Chúng ta vất vả để có được sự nghiệp và chúng ta cẩn trọng để mà đối với sự nghiệp đấy như thế nào, để không chỉ phát triển mà còn giữ gìn được cái sự nghiệp đấy. Thứ hai, bạn nếu bạn đã từng là một cái người mà gặp rất nhiều cái đắng cay đắng trong tình yêu thì bạn cũng sẽ học cách tôn trọng tình yêu như thế nào, và bạn yêu cầu một người đến với mình cũng phải tôn trọng mình, tôn trọng tình cảm của mình như thế nào, và mình nghĩ rằng bạn đúng như bạn không sai, đúng không? Còn người nào đó họ cảm thấy rằng là như thế thì thật là khó, như thế thì thật là áp lực, thì chỉ đơn giản đó là họ chưa hợp tần số với bạn thôi. Và khi mà chưa hợp tần số thì nó dễ nảy sinh nhiều vấn đề lắm, cho nên là nếu bạn hiểu, để bạn làm sao để bạn thấu cảm được, thấu hiểu được cái việc họ đối xử với mình, cái thái độ và hành vi họ đối xử với mình thôi. Chứ còn nếu mà quan điểm của Hiền Thư thì tuyệt đối chúng ta không vặn nhỏ năng lượng để phù hợp với họ nhá. Thì đó là quan điểm riêng của mình chia sẻ thêm một chút. Đến câu hỏi thứ hai, đó chính là họ cảm thấy như thế nào trong mối quan hệ với bạn. Đó, trước hết là temperance, cái thời gian đầu tiên ấy họ cảm thấy rất là bình yên đấy, cái hình ảnh người đàn ông đang đứng trên một con thuyền mà bạn biết rồi, con thuyền trên dòng nước vừa mênh mông vừa bình yên vừa cảm thấy trọn vẹn cân bằng, nhưng đó chỉ là thời gian đầu thôi. Thời gian thứ hai ấy là họ cảm thấy bạn rất là tuyệt vời, the world. Nếu được bước vào cuộc sống của bạn, một là họ cảm thấy nhá, là bước vào cuộc sống của bạn hoặc là bạn tạo ra cho họ thấy được the world đến với bạn thật tuyệt vời biết bao, ở nơi bạn thật tuyệt vời biết bao, nhưng con đường đến với bạn không dễ dàng gì, năng lượng của chùa xua. Mình có cảm giác như là bạn là cái người mà bạn luôn ra điều kiện, hoặc là giống như để đến được với bạn ấy thì phải như thế nào đấy, và cái hai hai kiếm ấy chính là như vậy. Các bạn có hiểu những cô gái không? Những cô gái nhìn bên ngoài thì tưởng là dễ dàng bởi vì cô ấy rất là tốt, hầu như cô ấy không 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 nề hà, không coi trọng, không tính toán, cô không yêu tiền của đàn ông, không yêu danh vọng, không yêu sự nghiệp, không đòi hỏi, đúng không ạ? Ở đấy rồi cô sẵn sàng cho đi, ví dụ như là ngày lễ ngày Tết có khi bạn cái người nam vẫn chẳng thèm tặng quà cho cô ấy, nó thiếu đi cái sự tinh tế, đúng không? Nhưng cô ấy cũng không chấp, ví dụ như cô vẫn chu đáo với cái người đó chẳng hạn đấy, có nghĩa là nghĩa là người cho dù cái người nam đấy không chu đáo, không tinh tế với cô ấy thì cô cũng không chấp, nhưng cái sự không chấp đấy không có nghĩa là cô ấy đón nhận cái người nam đấy. Các bạn hiểu ý mình không? Ví dụ có những người mà người nam rất là vô tâm, nhưng họ họ không không trả đũa theo kiểu là anh vô tâm với tôi thì tôi cũng vô tâm với anh, họ vẫn rất chu đáo, nhưng cái chu đáo đấy là cách cư xử lịch thiệp và tử tế của họ, nhưng không có nghĩa rằng tôi chu đáo có nghĩa là tôi đón nhận anh, tôi chu đáo có nghĩa là dù anh đối xử với tôi như thế nào tôi vẫn đồng ý, tôi vẫn chấp nhận, không có. Cho nên là những người nam mình thấy cái năng lượng là họ cảm thấy là cách bạn cư xử thì rất là đẹp, có nghĩa là ở bạn có một cái gì đó là vừa bao dung này, vừa thấu hiểu này, vừa vị tha này, giống như họ cư xử với bạn như thế nào bạn cũng không chấp ấy, nhưng mà cái con đường đến trái tim của bạn, bước vào cuộc sống của bạn nó khó vô cùng. Đấy, năng lượng của hai kiếm là như vậy. Mình có cảm giác như là mình vẫn cứ thấy cái câu, nghĩa là mình cảm được cái câu trong trải bài là nhìn bên ngoài thì bạn rất dễ nhưng không hề dễ một chút nào. Năng lượng của ba ba xu ấy đại biểu cho cái việc đó chính là giống như là khi mà nếu mà gọi là cái con đường đến bên bạn ấy là một con đường thì luôn có ba xu ở đây, có nghĩa là luôn luôn có yếu tố thứ ba hoặc người thứ ba xen vào đến mức mà họ cảm thấy mệt mỏi và họ muốn dừng lại, bởi vì giống như nếu mà nhìn xét theo thực tế thì họ luôn cảm thấy là bạn khó tính và bạn khó hiểu, nhưng mà nếu đây là chính con người bạn thì bạn thấy không có gì khó hiểu cả. Có nghĩa là các bạn có hiểu những người con gái hay đánh giá ngầm người khác không? Ví dụ ai đối xử với bạn thế nào bạn cũng cười hết, không 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 sao, không vấn đề, không giận đâu, đúng không? Nhìn bên ngoài bạn cực kỳ độ lượng nhưng mà bạn ngầm đánh giá là người đấy có phù hợp với mình hay không, và nếu người đấy không phù hợp với mình thì bạn vẫn tốt với họ, bạn vẫn tử tế với họ, nhưng tuyệt đối họ không bước vào cuộc sống của bạn được nữa, và tất cả cái cư xử của bạn nó nhẹ nhàng đến mức mà họ không thể phân biệt được là giống như là bạn có yêu họ hay không. Chỉ đến khi giống như là bạn tuyên bố ấy, bạn nói rõ ràng là không, em chỉ coi anh là bạn thôi,
Anh nhầm rồi, giữa chúng ta không phải là tình yêu đấy, theo kiểu như thế, ví dụ như thế thì khiến cho họ ngỡ ngàng và họ không thể hiểu được con người của bạn như thế nào cả. Và dần dần họ cảm thấy năng lượng của King of One ấy, bạn cứ tưởng tượng là từ một người đàn ông đang hừng hực một cái ý chí là giống như một ngọn lửa ấy, bước vào cuộc sống của bạn, có được bạn, dần dần bắt đầu họ cảm thấy rằng con đường này không hề dễ dàng một chút nào cả. Và dần dần họ cứ đứng lại, họ lùi lại và họ nhìn về phía bạn. Năng lượng của Page of Cups và Page of Swords giống như là tôi cảm thấy ở em rất là đẹp, nhưng mà tự nhiên tôi cảm thấy có cái gì đấy nó gần giống như bảo mặc cảm, thì không phải tự ti cũng không phải, nhưng mà có cảm giác như là tôi không tự tin khi ở bên em. Nghĩa tự ti và tự tin là hai điều khác nhau nhé. Đấy có nghĩa là tôi không tự tin khi ở bên em, tôi cảm thấy con người của em, những cái gì mà em thể hiện và em nói nó không đúng với con người của em. Ví dụ thế này, bạn vẫn chăm sóc họ, ví dụ bạn cực kỳ chu đáo, có những người nữ họ chu đáo lắm các bạn. Đấy, ví dụ như họ đi đâu họ cũng mua quà đấy, rồi họ coi cái món quà đôi khi nó nhỏ nhỏ thôi, nó chính là cái cách thể hiện tình cảm. Người nào mà thích tặng quà và thích được nhận quà thì các bạn sẽ thấy cái điều này. Có những người họ rất chu đáo, rất là tỉ mỉ đó, nghĩa là cái cách mà họ chăm sóc cái người đó thì tưởng là họ yêu, nhưng mà để bước được vào trái tim của cái cô gái đấy ấy, vào bước được trái tim của bạn nó khó vô cùng. Và dần dần người đó họ nhận ra, và thậm chí mình có cảm giác là họ đề phòng, họ không dám yêu bạn, bởi vì họ cảm thấy con người của bạn rất là tuyệt vời, và nếu như càng tiếp xúc lâu với bạn thì họ họ sẽ yêu bạn mất. Nhưng mà có thể họ sẽ không có được tình yêu của bạn, có thể bạn sẽ bỏ họ đi bất cứ lúc nào, cho nên là giống như họ đề phòng, họ không dám yêu bạn. Ở đấy thậm chí ở đây mình còn đọc được cái tôi khá là to. Tôi chắc gì em đã yêu tôi, cho nên là tôi thể hiện tình cảm kiểu chừng mực thôi, kiểu sau này đến một đùng một cái, đến một ngày nào đấy thì tôi phát hiện ra là em không hề yêu tôi, hoặc là em đã yêu người khác rồi, thì có thể lúc đấy tôi cảm thấy tôi chịu không nổi. Đó, cho nên là các bạn sẽ thấy là họ lùi dần và họ không thể hiện tình cảm với bạn, họ có cái gì đó họ đối phó, mình phải dùng cái từ đối phó với bạn. Và nhìn bên ngoài thì có thể bạn đánh giá họ là kẻ không ra gì, đúng không? Nhưng mà thực ra thì mình nói thật nhé, một người đàn ông đàng hoàng và trưởng thành thì họ sẽ không cư xử như thế. Cái cách cư xử của người phụ nữ này là cư xử trưởng thành đấy, có nghĩa là tôi và chúng ta tìm hiểu nhau đó, thì anh cư xử thế nào đó là chuyện của anh, đúng không? Đấy có nghĩa là anh đối với tôi thế nào là chuyện của anh, còn tôi đối thế với anh thế nào là chuyện của tôi. Ví dụ như là anh không tinh tế, anh không chu đáo với tôi thì thôi, đó là tính cách của anh, tôi không chấp. Nhưng mà tôi vẫn chu đáo và tinh tế với anh bởi vì nó là tính cách của tôi, nhưng không có nghĩa rằng tôi yêu anh và chấp nhận anh. Các bạn hiểu vấn đề, đó là người trưởng thành đấy. Nghĩa là cái gì ra cái đó, rất là lịch sự, rất là văn minh. Nhưng mà cách cư xử của bạn khiến cho đối phương kia thấy ngại và thấy sợ, nên họ không dám yêu bạn. Nói thẳng một câu, đây là người họ không dám yêu bạn nhá. Thì đó là năng lượng đầu tiên. Đó là câu hỏi thứ hai, câu hỏi thứ ba là bạn có hiểu nhầm họ điều gì không? Mình thì mình không biết là bạn có hiểu nhầm về họ điều gì không khi mà nhìn cái trả bài này. Cho nên là nghĩa là khi mà nhìn qua thì mình chưa chưa kết luận được. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đọc từng phân tích từng lá bài một, sau đấy chúng ta kết luận nhé. Năng lượng của bốn xu. Mình có cảm giác như là cái người này, cái bốn xu ấy, một là sự đầu tư này, hai đó là sự đầu tư nói chung, ví dụ hai bên làm ăn, hai là việc tặng quà này, ba là cách thể hiện tình cảm, cái lá bài bốn xu như xu đó. Thì mình có cảm thấy như cái người này họ đắn đo, họ cân nhắc, bởi vì mình nghĩ là bản thân cái người này họ có cái phần gì đó họ chi tiêu đồng tiền cực kỳ cẩn thận nhá. Có nghĩa là khi mà họ mang cái đồng tiền đấy cho ai, nghĩa là họ đầu họ dùng tiền là một này, hai là họ mua quà này, họ đầu tư hoặc là như thế nào đấy, thì một là kinh tế họ đang trong thời điểm khó khăn, hai là họ là người khá là cẩn trọng chi tiết cụ thể, thậm chí là chặt chẽ trong việc sử dụng tiền. Cho nên là thì đây chúng ta đang đặt câu hỏi là bạn có hiểu nhầm họ điều gì không, thì mình thấy cái bốn xu đấy. Và Queen of Cups thì bạn là một người trao đi vô điều kiện. Queen of Cups thì giống như suối nguồn ấy, giống như một dòng sông nước mênh mông sẵn sàng trao đi, sẵn sàng tưới mát ấy. Thì hai người có hai tính cách khác nhau, một người thì một là có thể là họ đang khó khăn, còn bạn thì dồi dào giống như một dòng sông mình vừa phân tích. Hai là tính cách của họ cực kỳ chặt chẽ về đồng tiền, còn ba thì bạn khá là phóng khoáng trong việc trao đi. Nghĩa là trao đi, cái năng lượng của Queen of Cups là không phải trao đi vô tội vạ kiểu hoang phí đâu nhá, mà Queen of Cups là trao đi với sự nuôi dưỡng ấy. Đấy có nghĩa là tôi khi mà tôi trao đi thì tôi không không quan tâm là người đấy là ai đấy, mà tôi chỉ cần cần thiết tôi trao đi để giúp họ tốt lên thì
tôi sẽ cho đi là khuyên là khóc theo kiểu như thế. Và năng lượng của tam kiếm là có đây, đây đang đặt câu hỏi là bạn có hiểu nhầm gì họ không, thì mình thấy có năng lượng là có thể bạn hiểu về họ chính là bốn xu và không hợp với bạn. Năng lượng của tam kiếm là bạn cho rằng đây không phải là người phù hợp với mình. Mình là người cho đi vô điều kiện, không tính toán gì, nhưng anh ta thì rất là tính toán đấy. Thậm chí mình còn có cảm giác như bạn đánh giá về họ là họ keo kiệt bủn xỉn gì đó. Năng lượng của hai xương hai gậy này, bốn kiếm và Queen of Pentacles thì mình có cảm giác như là bạn là cái người mà rất là chắc chắn, ổn định. Bạn nếu bạn là nữ nghe thì bạn chính là Queen of Pentacles, có nghĩa là bạn cực kỳ chắc chắn và đã quyết làm cái gì đó thì bạn bạn đầu tư, bạn quyết tâm, bạn quyết định, bạn không có lăn tăn. Nhưng mà cái người này này, năng lượng của hai gậy của bốn kiếm là họ làm một cái việc gì đó họ rất là tính toán, ừ, họ suy đi nghĩ lại và thậm chí là họ quyết định họ làm rồi xong rồi họ sợ thiệt họ lại còn thôi nữa. Ở đấy ví dụ như họ bảo họ gửi cái gì đó cho bạn, ừ, xong rồi được một lúc sau họ thấy thái độ bạn khăng khắc là họ thôi luôn theo kiểu như thế. Có nghĩa là trong mắt của người nữ này thì người nam này là một người mà tính cách hơi trẻ con, nghĩa là đánh giá là tính cách trẻ con, có cái phần gì đấy nó thiếu đi sự chín chắn và trưởng thành. Nhưng mà năng lượng của Queen of Pentacles là giữ ở trong lòng nhưng không nói ra cái điều đấy. Tiếp theo là năng lượng của The Fool, Seven of Cups và Ten of Cups là trong mắt của người nữ ấy, thì cái người nam là người khá là ham chơi, giống như một đứa trẻ vô trách nhiệm. Đấy, có thể là ở đây là cái điều mà bạn đang đặt câu hỏi là bạn hiểu nhầm về họ, thì ở đây là bạn hiểu về họ, còn câu nữa thì xem là có đúng là bạn hiểu nhầm hay không nhá. Thì mình thấy The Fool là như thế. Giờ cái người nam mình giống như một đứa trẻ ham chơi, thậm chí lơ vơ, cuộc sống không 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 có mục đích và không có lý tưởng ấy. Nghĩa là nó cứ giống như là họ cứ cảm giác như là cái người nữ cứ cảm giác như là cái người nam mình như một đứa trẻ mới lớn, như tất cả những cái gì mà anh ta nói, anh ta thể hiện ra bên ngoài thì nó chỉ đẹp đẽ thế thôi, nhưng còn thực sự bên trong nó chả có gì. Nghĩa là họ cảm nhận thấy cái điều đấy nhưng họ không nói ra đó. Nhưng bản thân người nữ thì là một Ten of Cups, thì một là bản thân họ tạo dựng một cuộc sống rất là tuyệt vời, nghĩa là họ có khả năng tạo dựng cuộc sống tuyệt vời. Hai là họ mưu cầu là họ lấy ai, họ đến với ai thì người đấy phải có cái năng lượng tạo thành 10 ly. Cho nên là mình thấy ở đây nó có vấn đề, bởi vì là cái người nữ này nghĩ về người nam không tốt lắm, vậy thì đương nhiên là người nam này cũng phải cư xử như thế nào đấy. Thế người nữ họ nghĩ như thế, họ nghĩ anh ta là một kẻ keo kiệt hoặc là kiểu là cuộc không biết chi tiêu đồng tiền ấy, để cho cả những cái lúc rơi vào túng quẫn khó khăn. Thứ hai đó là anh ta cực kỳ tính toán và có cái phần là ví dụ đang cho đi như thế này nhưng mà chỉ cần phật ý ấy, ví dụ cho cái gì đấy xong rồi phật ý thôi không thèm cho nữa theo kiểu như thế, và họ cho là trẻ con. Và thứ ba đó là họ cảm thấy người này là người chưa trưởng thành đó. Thì đó là cái cách bạn hiểu, đặt câu hỏi là bạn hiểu có hiểu nhầm họ điều gì không, thì mình thấy là người nữ hiểu về người nam như thế. Còn có phải hiểu nhầm hay không thì chúng ta sẽ làm cái đáp bài số 4, đó là bạn có hiểu nhầm họ hay không. Trước hết đấy, năng lượng của Nine of Swords, mình thấy đây là một cái người mà đang trong cái thời gian họ phải tập trung vào cái việc đó là, các bạn thấy của Nine of Swords vẽ hình của một cái vị nhân sư đang cố sức để phá cái cánh cửa. Đấy, ở bên trong là Eight of Cups thì có thể là họ mới, cuộc sống của họ mới bắt đầu. Ví dụ như là họ vừa qua một cái chặng gì đấy, cho nên là họ cuộc sống của họ mới bắt đầu này, hoặc là con của họ đang còn nhỏ này, hoặc là đại biểu cho một cái gì đó họ đang phải đầu tư này, cho nên là tại thời điểm này họ khá là khó khăn. King of Wands đại biểu cho cái việc đó chính là giống như là họ có một kế hoạch, nó đang ở tương lai, nó ở thì tương lai. Năng lượng của bảy xu ấy, mình còn có cảm giác như cái người nữ, người nam này trước đây họ đã từng có gia đình hoặc là họ yêu một người nào đấy, mà cái người đấy phá ra chi tử của họ. Năng lượng của bảy của cái cô gái đang thả con chim bay đi ấy, đấy thậm chí có sự phản bội lừa dối gì đấy. Còn ai khắp là có một người khác đến chăm sóc cảm xúc rồi là mang cả của nả đi luôn ấy, theo kiểu như thế. Mình thấy một câu chuyện như thế, cho nên bây giờ họ có sự đề phòng. Năng lượng của chín gậy là khi họ làm một cái gì đấy thì mình thấy là họ chỉ bỏ sức lực ra thôi, nghĩa là nếu mà tôi giúp có cái bằng sức lực thì tôi giúp, còn nếu mà phải bỏ tiền ra thì tôi không. Bởi vì là một là mình nghĩ là họ chưa có tiền, tại thời điểm này họ đang khó khăn về tiền bạc. Hai là họ đề phòng, rằng là cái chỗ đấy có đáng để đầu tư hay không, nếu đáng đầu tư thì mình mới đầu tư, còn không thì thôi. Năng lượng của The Fool là cái người này họ có một cái ám ảnh về sự về cái việc bị phản bội và bị phản bội ấy. Bởi các bạn thấy The Fool là giống như là họ luôn cho rằng là nếu như họ không cẩn thận, The Fool đại biểu cho một cái sự tính toán nhầm ấy. Đấy, năng lượng của mười gậy là nếu mà không cẩn thận thì mình lại phải bỏ đi một lần nữa, nghĩa là cái vòng cũ lặp lại. Cho nên là ở đây ấy, nếu tóm lại là bạn hiểu nhầm họ điều gì và sự thật thì bạn hiểu nhầm họ, nghĩa là cái người nữ này hiểu về cái người nam này khá là không tốt. Nào là anh ta
keo kiệt bủn xỉn đúng không? Anh ta thiếu sự nghiêm túc, anh ta lơ vơ, không có định hướng, thì bản thân người nam là có sự đề phòng, nghĩa là họ không đề phòng với cô gái này, nhưng mà họ đã từng kinh qua những cái khổ đau, những cái mất mát do một người nữ nào đấy trong quá khứ tạo ra, một hoặc là hơn một phụ nữ trong quá khứ tạo ra, và khiến cho họ cũng đề phòng người nữ này luôn. Họ đều, nếu bạn là người nghe, họ đề phòng bạn luôn, và vì thế họ cư xử giống như bạn thấy. Mình nghĩ bạn không hiểu nhầm đâu. Nếu mà đặt câu hỏi là bạn có hiểu nhầm họ không thì mình nghĩ là bạn không hiểu nhầm, bạn hiểu đúng về người này. Nhưng mà có một chi tiết là bạn không biết, đấy là họ đề phòng, nghĩa là họ đã từng bị đối xử như thế trong quá khứ và bây giờ họ rất sợ lặp lại cái điều đấy, mà nhất là tính cách của bạn, họ cảm thấy rất là khó để nắm bắt tình cảm của bạn, cho nên là họ không đầu tư. Các bạn hiểu không ạ? Vậy thì thông qua trải bài này, với câu hỏi đó là bạn khiến cho họ nghĩ về bạn như thế nào, thì chúng ta đã nhận ra điều gì chưa ạ? Với quan điểm của Hiền Thư thì mình chỉ thấy một câu thôi, đây không phải là đúng người. Các bạn biết không, khi mà gặp đúng người ấy, nó đơn giản, nó nhẹ nhàng lắm. Người ta không cần phải nói gì nhiều, người ta cũng không cần phải làm gì cả. Người ta đơn giản và bình yên, người này nói, người này nghĩ thế nào, người kia cũng đồng ý như thế, là bởi vì sao, họ hiểu nhau và họ thương nhau. Còn một khi mà đang còn có cả sự đề phòng này, còn có cả cái sự mình cảm thấy là giống là đánh giá ngầm người kia và cảm thấy không hợp với mình nhé, thì mình thấy rằng nó không đúng người và tất cả nó vẫn chỉ là bài học thôi. Nếu trên hành trình tình yêu của mình mà bạn vẫn còn phải gặp những người khiến bạn lăn tăn, khiến bạn gọi mình vào đấy để nhận ra những góc tối bên trong mình, thì đây vẫn là mối quan hệ bài học. Giống như bản thân người nữ ấy, khi họ nhìn thấy cái người nam với tính cách đấy thì họ nghĩ ngay, nữa một người nữ thức tỉnh ấy, là họ nghĩ ngay đến cái việc là đây chưa phải là đúng người của mình, có nghĩa là bên trong mình vẫn có những cái vết nứt, vẫn có những vết sẹo, vẫn có những cái ám ảnh từ quá khứ hoặc là từ tiền kiếp. Bạn hiểu không? Ví dụ như là ở trong kiếp sống này bạn đã từng gặp một cái người nào mà có cái tính cách như thế mà bạn vẫn chưa quên được ấy, nó vẫn trở thành cái nỗi sợ ám ảnh bên trong bạn, thì bạn luôn hấp dẫn một cái người, một là có tính cách tương tự như thế, hai đó là vô tình chạm phải cái nỗi đau đấy khiến cho bạn đề phòng. Vậy thì khi nào bạn gặp một mối quan hệ mà bạn vẫn còn phải gợi dậy những ký ức tổn thương này, rồi làm những cái băn khoăn, những cái kiểu là không cảm thấy bất an ấy, không an toàn ấy, thì đây vẫn là mối quan hệ bài học thôi, chưa phải là đúng người của bạn. Vậy thì một là bạn cứ kệ nó diễn ra thôi, và bạn học bài học với người đấy, cứ mỗi một lần họ gây ra chuyện gì thì quay vào bên trong để chữa lành, để chuyển hóa, coi như là họ đang chạm phải cái nỗi đau của mình thì họ nhắc mình rằng hãy chữa lành đi, đúng không? Còn không thì bạn tự đi một mình, tự chữa lành vết thương của mình giữa cái việc đi cùng với họ để chữa lành và tự đi một mình chữa lành, tùy mọi người chọn thôi nhá. Thì đó là tất cả những cái gì Huyền Thư thấy trong trải bài ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn có nhu cầu trải bài riêng, số Zalo mình đặt ở phần comment. Các bạn giúp Huyền Thư phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh, tặng mình một nút like và nhớ chia sẻ câu chuyện của bạn ở phía dưới để mình định hướng cái đại bánh chúng tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.